Xin chào mọi người đến với clip tiếp theo trên kênh Nhân Chứng. Hôm nay thì Nhân lại đang có mặt ở làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, và Nhân đang đứng tại ngã tư Quốc phòng, nơi có một tấm biển bơm vá xe miễn phí kèm số điện thoại. Thì đây, giới thiệu với mọi người, chính là nơi làm việc của chú Minh Cô Đơn, nơi mà chú bơm vá xe miễn phí để phục vụ sinh viên và người lao động nghèo. Hôm nay ghé đây để quay về cái nơi, cái cảnh làm việc của chú cho mọi người xem. Nhưng mà do là hôm nay mình ra hơi trễ và chú thì hôm nay cũng có việc nghỉ sớm, cho nên chú cũng đang dọn đồ để chuẩn bị về. Thì thôi cũng ghé vào thăm chú một chút ha. Chiếc xe đỏ này là của chú nha mọi người. Cái vùng rừng rậm ở phía trước, cái vùng rừng cây ở phía tây mình vừa chỉ, chính là cái túp lều của chú đang nằm ở trong đó. Đó chính là nơi ở của chú và mình đã quay cho mọi người xem ở trong tập trước. Rất là nhiều sinh viên ở đây bị hư xe, bị hết xăng và cứ vào là chú sửa giúp hết. Gần như là tất cả sinh viên ở trong làng đại học là đều biết chú Minh nha mọi người. Cái này là cái hộp đồ để chú giá lưu động ha chú. Là ai cứ gọi là mình có thể giá luôn. Tao đi luôn. Dạ. Lôi xe thùng lôi đi luôn. Lôi xe này đi luôn hả? Gần gần ở đây thì mình cứ lôi đi luôn ha. Dạ. Cả năm rồi ra gặp lại chú Minh thấy vẫn còn khỏe re. Quá mừng luôn. Cứ gắn vô vậy hả chú? Đó đơn giản rồi thôi. Rồi xong. Mình không có gài con tán lại hả? Không. Dạ. Cứ gài xong. Rồi giờ chạy đi luôn. Mưa hả chú Minh? Vậy. Mấy nay hay mưa chiều ha. Cũng theo chú Minh thì những chiếc máy bơm vá xe này và ngay cả chiếc xe chú đang chạy cũng là do những mạnh thường quân đã tặng cho chú. Sau khi biết đến việc làm nghĩa hiệp của chú thì đã tặng để mà chú có thể coi như là một sự ủng hộ chú tiếp tục làm cái công việc phục vụ sinh viên hoàn toàn miễn phí này. Cũng kể với mọi người thì khi mà mình còn là sinh viên ở trong làng đại học mà mình cũng có đi viết báo và mình đã viết một bài báo về chú. Sau đó thì mình cùng các mạnh thường quân và một người bạn của mình đã đứng ra để gom góp mua cho chú được một chiếc xe, ủng hộ cho chú một số tiền và một số vật dụng cá nhân ở trong cuộc sống. Thì cái chiếc xe mà tụi mình tặng cho chú thì chú đã đụng cướp. Khi mà chú bắt cướp thì nó đã hư hỏng rồi. Và hôm nay thì chú đã có một chiếc xe mới của mọi người tặng. Rất là vui nha. Là những cái chiếc xe mà chú gửi ở đây. Dạ, những cái chiếc xe vá miễn phí của chú Minh đó là gửi ở đây. Cái này là hộ của chị gì chú? Chị Hẹp. Cô Hẹp. Dạ, đây là của quán cà phê, quán cà phê gì? Thì là cô Hiệp là cũng biết cái chú làm việc nghĩa cho nên cũng giúp đỡ ha, cho mình để xe nhờ ở đây vậy phải không? Dạ, là quán trà sữa này hả chú? Chị đang ăn cơm hay gì đó. Quán kỳ phải không? Kỳ. Chú còn đi một cái để dành đó. Yeah. Ai
không có cho ai, không cho ai hết. Mở chú là không nổi. Dạ. Yeah. Trao cho người cá từ thiện. Cái máy đèn này là cái chú Quý Thủ Đức cho, mới cho. Là cái máy phát điện. À, máy phát điện chú Quý. Rồi cái máy giật á, máy giật chạy xăng á, trong máy bơm á, chú Quý cho luôn. À, cảm ơn chú Quý và cảm ơn hai chồng chú Hiệp quán cookie Kỳ. À, mỗi ngày cho tụi cô mới lại đợi tôi đợi lấy đồ quá. Là vợ chồng của anh chị hả? À, chú Hiệp. Là mình cũng biết là chú Minh làm việc thiện này kia cho nên mình giúp cho chú hả chị? Rồi thấy chú giúp đỡ ta nhưng mà chú không có nhà cửa này kia nọ thì mình giúp được chị giúp thôi, ngoại trừ ăn uống với tiền bạc thì có. Còn ăn uống thì chú được. Lúc này là chú khỏi nấu cơm trong lều kia nữa rồi. Chị nấu ở đây rồi ra ăn chung. Tại vì lúc trước thấy chú nấu cơm chậm á, thấy cũng tội tội đi, lúc mình ơn làm ngoài rồi xong về nấu cơm ăn nữa, mà ăn cả ngày thì cơm nó nguội lạnh á, chứ thôi chú ơi con nấu cơm cho chú, con có gì thì chú ăn ở đấy, thì ra đây ăn cơm với tụi con. Yeah. Chú cũng ngại chú không có ăn mà ê biết được cái nói thôi vậy thôi, không có dĩa một chú ăn chung vậy cho vui. Chú không kẹo, chú ngại. Lâu lâu mới chú mới ăn chung được một bữa. Mình coi như mình tiếp thêm cái động lực cho chú làm giúp mọi người. Yeah. Đây là ai đây? Đại tử chú Minh. Tôi biết. Đại tử chú Minh. À, chú Minh dạy bắt cướp đi, thì theo chú Minh bắt cướp luôn. Con gái bên trai rồi. Nha. Chọc anh Peter nhảy lên. Peter. Đây là Phương Mỹ Chi. Đây là trên mạng có để là Phương Mỹ Chi. Phần như chú Minh đúng không? À, Phương, ca sĩ Phương Mỹ Chi nè. Con này là nó đeo, nó đeo nổi rồi á. Đó, Phương Mỹ Chi đó. Ngày nay mọi người chung tay rồi với chú nhiều rồi. Chứ hôm trước em, lúc mà em gặp chú hồi trước á, đâu có ai đâu. Khổ hơn giờ nhiều, hôm nay có xe, à, có ấy, đồ đỡ quá. À, tôi cảm ơn và Vũng Tàu. Cảm ơn Mạnh Thành Quân. Cảm ơn ai gặp chú Hẹp. Và cảm ơn nhất là chú bác sĩ. Yeah. Bác sĩ cho cái chú đang còn này. Bốn đứa bốn cô gái chết rồi.